quận Ngô Quyền vừa tổ chức hội nghị phát động vận động thực hiện dự án tôn tạo chỉnh trang khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận Ngô Quyền. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đình Bích, ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực hội đồng nhân dân thành phố. Công trình nghĩa trang liệt sĩ quận Ngô Quyền được xây dựng từ năm 1998 đến nay đã có hơn 1.500 anh hùng liệt sĩ quận được quy tụ về nghĩa trang. Tuy nhiên qua thời gian dài sử dụng, công trình đã xuống cấp, nhiều hạng mục đã bị hư hỏng nặng, cần được tôn tạo, nâng cấp và chỉnh trang. Trước thực trạng trên, năm 2017, quận Ngô Quyền đã quyết định đầu tư mở rộng nghĩa trang giai đoạn 1 thêm tổng số 420 ngôi mộ với diện tích hơn 2.300 m2, tổng mức đầu tư là 11 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự kiến giai đoạn 2 trong năm 2018, quận sẽ nâng cấp chỉnh trang tôn tạo khu vực nghĩa trang liệt sĩ, gồm cải tạo kỳ đài, cổng, xây lại tường bao, sân trước, nâng cấp đường nội bộ giữa các khu mộ, lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, điện trang trí, điện chiếu sáng, trồng cây xanh. Riêng khu vực đền tưởng niệm và khu vực bãi đỗ xe cũng được nâng cấp cải tạo phù hợp với cảnh quan chung. Theo đó, dự kiến kinh phí cải tạo sửa chữa khoảng trên 9 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, ủng hộ đóng góp của các tầng lớp nhân dân. Đến thời điểm hiện tại, quận Ngô Quyền đã nhận được kinh phí ủng hộ gần 6 tỷ đồng. Tại hội nghị này, quận Ngô Quyền kêu gọi toàn thể cán bộ đảng viên, công viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trong quận và các tổ chức cơ quan doanh nghiệp, nhà hảo tâm sẽ tiếp tục đóng góp ủng hộ kinh phí và cơ sở vật chất để đầu tư nâng cấp công tạo chỉnh trang khu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ quận Ngô Quyền.